Phật Bà Quan Âm đứng sừng sững giữa đống đổ nát sau bão tại một ngôi chùa tại Quảng Nam. Ngày 11 tháng 11, trong chuyến đi từ thiện về miền Trung, đoàn từ thiện của MC Đại Nghĩa đã chứng kiến cảnh tượng Phật Bà Quan Âm đứng sừng sững giữa đống đổ nát tại một ngôi chùa ở Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, tỉnh Quảng Nam. Các thành viên trong đoàn đều cảm thấy xúc động trước khoảnh khắc thiêng liêng này. Đoàn từ thiện của MC Đại Nghĩa còn có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng như Nhật Kim Anh, TTHKT, Hòa Minzy, Nam Thư, Lê Dương Bảo Lâm. Đây là một trong những chuyến từ thiện của đoàn tại miền Trung. Được biết, chuyến đi lần này, đoàn đến thăm bà con ở tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam để trao gửi chút lòng thành giúp mọi người khắc phục hậu quả cơn bão số 9 vừa qua. Điều đặc biệt trong lần từ thiện này của đoàn là khi ghé thăm một ngôi chùa tại Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, tỉnh Quảng Nam, các thành viên trong đoàn từ thiện đều cảm thấy xúc động trước cảnh tượng vô cùng thiêng liêng này. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mái tôn trước sân chùa đã đổ sập hoàn toàn. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là tượng Phật Quan Âm đặt trước sân vẫn đứng vững giữa đống đổ nát. Thậm chí phần thân tượng cũng không sứt mẻ chút nào. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người trong ekip đã chắp tay khấn lạy và chỉ biết thốt lên Nam Mô A Di Đà Phật. Tại đây, MC Đại Nghĩa đã trao tặng sư trụ trì tại chùa 10 triệu đồng để sửa sang lại khuôn viên. Nhằm tri ân tấm lòng các nghệ sĩ, Phật tử tại chùa cũng giữ đoàn ở lại ăn bữa cơm chay ấm áp trước khi rời đi đến những địa điểm khác. Trong chuyến đi lần này, đoàn từ thiện đã đến thăm bà con ở tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam để trao gửi chút lòng thành giúp mọi người khắc phục hậu quả cơn bão số 9 vừa qua. Mỗi hộ dân sẽ nhận được trung bình 500.000 đồng kèm theo 2 hộp cá hoặc thịt. Đối với những địa điểm công cộng như trường học, chùa chiền sẽ được hỗ trợ số tiền lớn hơn tùy mức độ thiệt hại. Ha ha ha,